Một cái đầu tới 4 người thợ nha mấy bạn ơi. Đó, chùa nguyên cái chóp vậy đó. Thôi cho coi tác phẩm nha mấy bạn. Nói chung là mùa dịch này không biết làm gì thì tập hớt tóc thôi, hớt trừ cái chóp cho vui. Rồi tới công chuyện thiệt luôn rồi đó. Dạ không ha, không chịu hết tập luôn hả? Hết vậy thôi à. Mình đi chạy nào. Tao chứ. Còn đây là tóc của mình nha mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ chơi cái đầu hot nhất quả đất luôn nha. Bây giờ mình sẽ chơi cái đầu hot nhất quả đất luôn. Cầm tay luôn rồi. Đây đi. Muốn được cái tóc luôn đó. Đó, à, bây giờ sớm tụi rảnh không biết làm gì thử tại nghề nghe các bạn. Đem ra hớt tóc. Nói chung mỗi đầu mỗi kiểu, mới nãy con kiểu rồi nha, giờ kiểu nữa nha, hồi đầu mình kiểu nữa nha các bạn. Có hai một, có một cái đầu thôi mà hai người thợ nha mấy bạn. Đó, những đường tông đơ làm cái ót sao trắng bóc luôn. Ủa cái này đổ chụp cái này được. Được, dùng ghé. Rồi một em nữa theo kiểu thầy tu. Mời mua đậu hũ ăn chay nha mày. Ăn chay giờ ai đâu mà trứng rồi. Trời ơi, rằm tháng 7, chuẩn bị tháng 7 lễ Vu Lan nó cạo đầu hết mấy bạn ơi. Vu Lan bao hiếu nha. Bây giờ à, chơi cái chơi cái đầu gì hot hot rồi quá. Thọc cái con trang mày chứng vậy nè. Chứ vậy sao tôi hết. Mày chơi cái đầu gì hot hot rồi quá. Đây các bạn, đó đó một một sư phụ rồi đó, một sư phụ của lễ Vu Lan rồi đó. Đó Vu Lan báo hiếu á. Rồi đây đây là sư phụ thứ ba, còn sư phụ kia đi tắm rồi nghe. Còn sư phụ nhí ngủ. Giờ giờ xóm của mình là toàn là sư phụ không nghe mấy bạn. Hút hút thuốc chấm lên đầu chín chấm nữa làm chủ trì luôn nha. Còn này là thầy chua lửa nè, đang xuống tóc nè, thấy không? Hai, cười cái coi. Rồi. Nhìn cái mặt chán đời. Chán đời. Mai bị sẵn rồi. Không, tí chắc vòng luôn. Ờ, chơi nó hình tròn luôn. Giờ sở cho nó tròn đều luôn. Cái... Mấy bạn có thấy ai mà đi cắt tóc như này không? Nó đi cắt tóc bà già nó đi theo dữ. Trời ơi, không biết sợ cái gì nữa trời. Sợ rồi giờ hết tóc. Đó, mẹ con với chị hôm bữa đi cách ly chung mấy bạn. Về bu bu mua bút cách ly chung nữa. Đó, vui không mấy bạn, vui không mấy bạn? Đó, hết tóc vui không? Sợ nó đã rồi, kêu hết. Chào cái Thư, chào cái Thư. Chào cái coi. À, tôi ra đầu đêm tôi đi sửa tóc mà. Cái đã cái giống vậy. À, rồi ok. Ok. Nè thôi. Tóc quá ít nó nhanh, trở nhanh. Ít mới là nó ngay. Nãy có thợ bào bào hết bằng kéo rồi đó. Chú Tiểu ơi. Xong ghép cái nhạc. Đó bạn, một chú Tiểu nữa nha. Bây giờ hẻm này có ba chú Tiểu rồi nha. Dứt cái nữa. Rồi, đó thấy không? Giờ chơi đầu chọc không nha mấy bạn. Có tóc đầu chảy. Hay hay có tóc đồ chảy có tóc đâu cái ngăn này cho già chứ ngô đẹp giờ mình nó đẹp thôi coi ừ chấn cho nó đẹp lắm thôi 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 đây bé biết gì hay dép thế ông bia thì hai thứ ba ông thứ ba này ông phạt luôn chứ không bị rồi bây giờ tới nhân vật chính nha mấy bạn ơi đây đúng rồi ông ta này còn lên núi tịnh kinh cái bụng chân cái chỗ cái bụng chân bình là từ bắt giới hai 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 tay phơi phới là đường xe tăng hai tay phơi phới là quỷ xe tăng cái mặt hay nhân là đường tâm tạng hả tên liều mạng là tôn ngộ không hôm nay mình có quả đầu mới nha mấy bạn dịch không ai hớt tóc mình tự chơi tự xử mượn tông đơ về đẩy thôi không, mấy đầu bạn chờ xem cái cuối clip cái đầu mình ra sao nha hay là như chó cạp nha cạo hết rồi.
nha bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi gọi cái đầu cái mình tóm lên nha. Tóm thành quá trời. Tóm thành quá trời. Xong nha bạn ơi, cái đầu mới của mình nha. Đó, ghê không, ghê không? Ghê không, đầu mới á, đầu mới ghê không, ghê không các bạn? Đó. Đầu mới bạn, được không? Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn.